Rồi, hai, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em cùng quay trở lại với kênh của Thắng Nội Địa Úc nha. Và hôm nay sẽ giới thiệu với anh em một số cái món đồ điện nha. Lên trước đồ điện cho anh em, cũng giống như là không dọn kịp thì em sẽ lên đồ điện cho anh em một số cái món ở trước mặt anh em như đây. Đây là những cái món mà anh em hỏi nhiều nhất thì sẽ lên nhiều nhất cho anh em xem. Lên đầu tiên luôn. Còn khoảng tầm khoảng 3-4 bữa nữa thì test xong em sẽ lên đồ điện pin đồ đầy đủ cho anh em luôn, tham khảo một lần cho nó tiện ha. Rồi, và vấn đề để đỡ mất thời gian nha. Quy ơi, đây con, tắt cái máy đó nha, để nó ồn á. Rồi, trước mặt anh em đây là một cái con nhắm băng của Raibi. Con này là hiện trạng mới 100% nha. Chữ cỡ rồi còn nằm trong bịch hết nè, ốc đồ chưa lắp luôn. Đó, nhám đồ còn chưa dán luôn nè. Đó, mặt trên cũng vậy, mặt sau cũng vậy. Đó, quay lại chỗ cái, đúng rồi. Đó, đát 2019. Con này rất là đẹp và sáng, hàng này hàng nằm thùng nha. Chưa lắp nhám luôn nha anh em, có nghĩa là máy là cái độ mới rất là cứng. Đó, quay lại vòng nữa cho chú coi. Đó. Rất là đẹp nha. Con nhám này rất là đẹp, còn nằm thùng nha anh em. Tại em đem ra như vậy cho anh em xem thôi. Đó, một cái con nhám băng Raibi. Đó, nhám tròn ở đây. Mặt trên ở đây, đó. Cử cỡ kéo lên rồi đầy đủ cho anh em thao tác rất là dễ, hay còn gọi là nhắm băng nha anh em. Anh em nào mới xem không biết cái mẫu này á thì anh em có thể search ra là nhắm băng Raibi. Con này hiện tại full mới đẹp như vậy, hiện tại em đang bán cho anh em với giá là 3,5 triệu một con. Full cử nha anh em, đầy đủ cử cỡ hết nha. Đó, nhắm băng của Raibi. Đó, quay cho anh em xem. Còn rất là sáng nha, nút bấm ở đây. Đó, vô trong clip này em chỉ báo giá cho anh em thôi nên em không có test. Anh em nào yêu cầu bấm máy test thử cho em sẽ làm một clip nhỏ riêng gửi cho anh em. Nó là vậy thôi, rất là đơn giản cho anh em ha. Rồi, con này hiện tại với giá là 3,5 triệu. Đó, đã bao gồm phí ship cho anh em luôn. Con này nó đó, con nào em nói bao ship là sẽ bao ship cho anh em nha. Nhắm băng Raibi 3,5 triệu. Con này rất là đẹp. Anh em nào nhanh tay nè, con này có một con duy nhất nè. Đó, cử cỡ đầy đủ luôn, chưa khui bịch. Rồi qua bên Quy ơi. Rồi tiếp tục với anh em lấy con cưa điện xuống chú. Rồi tiếp tục với anh em, đó là một cái mẫu cưa điện của Raibi. Cưa xích điện của Raibi nha. Con này là 2300W. Đó, lam là 16 inch. Đó, quay thông số rõ ràng cho anh em, đát 2020. Đó, 2300W. Lam là 4 tấc nha. Đó, cưa xích điện 2300W dành cho anh em nào á dùng để cắt cây á mà không thích loại xăng, rườm rà, pha nhớt đồ này kia thì anh em dùng cưa xích điện này. Đó, để đất luôn Quy ơi, cho thấy cái độ dài của nó coi. Đó, còn rất là đẹp và sáng. Con này gần như là live new luôn. Hiện tại con em sẽ bán cho anh em với giá là 1,2 triệu. 1,2 triệu một máy cưa xích điện Raibi 2300W, làm sáng chân đồ đẹp luôn nè. Đó, xích sáng luôn. Về là chỉ cần bấm máy là xài thôi nha anh em. Đó, rồi qua. Wow. Rồi, tiếp tục với anh em, đó là một cái con cưa trượt 216 của AG. Đó, dòng cưa trượt này dùng để cho anh em cắt ván, cắt góc 45 độ, nghiêng 45 độ, ok, tốt hết nha. Lưỡi là lưỡi 210mm. Con này gần như sáng chân hoàn toàn, từ đế cừ cỡ, từ túi bụi này kia rất là còn đẹp. Đó, dành cho những anh em nào đang kiếm một cái con cưa trượt về cắt ván nè, cắt gốc cây đồ, cắt cây đồ, cắt nhôm nè nha. Loại này là chuyên trị nhôm gỗ thì anh em lưu ý giùm em ha, không cắt sắt được. Nó chỉ nhôm gỗ thôi nha anh em, gọi là cưa trượt AG. Đó, bàn rất là sáng luôn. Chân đứng, tại là do về mới về hàng nên em chưa vệ sinh bụi lại nha anh em. Đó, chứ mấy con này mà ra ngoài cửa hàng của em rồi á, vệ sinh lại rất là đẹp. Nên anh em khi mà nhận hàng cũng đẹp nữa nha. Con này em cũng vệ sinh lại trước khi giao cho anh em hết. Đó, con này là đát 2020, 5000 vòng trên phút, điện nguồn 220-240V. Đó, made in BRC. Đó, cưa trượt AG ha. Con này là giả tay ra. Con này là laser hành trình rồi đầy đủ nha anh em. Đó, đầy đủ hết, góc 45 độ, ti còn sáng chân. Con này hiện tại em đang bán cho anh em với giá là 3,5 triệu một con, chưa bao gồm phí ship. Anh em nào ở đâu em cũng đều ship được nha. Chỉ cần không nằm trong vùng dịch là ship được hết nha anh em. Đó, qua một bên cưa trượt. Rồi, tiếp tục với anh em, đó là một cái con cưa trượt của Raibi. Cưa trượt này là cưa trượt lưỡi 254 nha. Lớn hơn lưỡi con AG lúc nãy. Con này là motor xéo nè, anh em thấy không? Nghiêng được hai bên. Con AG thì nghiêng được có một bên thôi. Đó,
Ryobi thì motor xéo, con này là lưỡi 254, lưỡi lớn này cho anh em phổ thông dùng để cắt gỗ nhôm khá là hợp lý. Bàn cử cỡ đều còn sáng trưng, thông số nè, anh em nhìn rất là đẹp. Đó, thì cái con này là đáp 2020, 2000W, 5500 vòng trên phút. Con này là khá là ok nha, laser rồi đầy đủ cho anh em thao tác rất là dễ, nghiêng hai bên, bàn gốc rồi đầy đủ hết cử. Nói chung là anh em mua những cái dòng này ngay từ đầu nè là sẽ đủ đồ cho anh em hết. Còn về sau là những cái món hàng mà có thể sẽ là rẻ hơn vì nó thiếu cử này kia, em sẽ thanh lý cho anh em. Thì riêng con này, đó, cưa trượt 254 của Ryobi, hiện tại em đang bán cho anh em với giá là 3,5 triệu nha. 3,5 triệu nha anh em, lưu ý giùm em ha. Đó, cưa trượt Ryobi 254, 3,5 triệu. Đó, rất là đẹp. Rồi, qua bên giùm chú. Rồi, tiếp tục với anh em. Đó, đem qua đây. Rồi, tiếp tục với anh em, đó là một cái con phát điện Ryobi 1200W cho anh em phát sáng quạt đèn nè. Quạt đèn trong nhà khá là hợp lý ha, nhỏ gọn luôn, dùng xăng 4 thì khá là hợp lý nha. Đó, con này sáng trưng, quay một vòng cho anh em xem luôn quê ơi. Đó, lốc máy đều kiểu sáng trưng ha anh em. Đó, thì hiện tại con này em đang bán cho anh em với giá là 3,5 triệu một máy 1200W. Đó, riêng máy phát điện, cưa trượt, chẻ củi, máy nén khí là em không bao gồm phí ship nha. Anh em nào mua hàng bên em trước giờ thì anh em cũng biết cái vấn đề này rồi ha. Đó, rồi 3,5 triệu một con, hàng này còn sáng trưng, bình xăng chưa mở cái tấm bạc luôn nè. Đó, con này là Lai New. Rồi quang bên, phát điện quạt đèn nha anh em, 1200W có nghĩa là anh em phát được 50 bóng đèn 50W đó. Rồi còn dư là quạt đèn đồ bi vu luôn. Rồi tiếp tục với anh em, đó là một con phát điện 2500W. Con này nó sẽ lớn hơn nè. Đó, dành để cho anh em phát được một con máy lạnh và quạt đèn. Đó, máy lạnh của anh em là inverter mới xài được nha anh em, lưu ý chỗ này ha. Cũng là 4 thì 2500W, hai cổng ra điện. Đó, cũng còn sáng trưng luôn. Mấy con này em về là lốc máy rất cực kỳ sáng nha anh em, lưu ý chỗ này em ha. Đó, rất là đẹp, từ con ốc zin rồi nó còn luôn, từ cái nắp mà ngay chỗ mà xúc bắp nè, rất là đẹp nè anh em thấy không. Đó, rồi quay bên. Đó, rất là ok luôn ha. Rồi con này hiện tại bánh xe kéo đẩy linh hoạt, tay nắm có đủ ha. Con này hiện tại em đang bán cho anh em với giá là 6 triệu, 6 triệu một con, 2500W. Anh em nào nhanh tay thì mình chốt hạ ha, quan bên quý ơi. Rồi đi vào đây hôm nay. Đó, đây sẽ là một cái con máy bơm chìm nè. Lần trước em thiếu quá trời hàng luôn. Con này là con bơm chìm 1000W của Ryobi. Đó, 1000W nha, dây là được 6 mét mấy nè. Đó, để em quay thông số cho anh em xem ha. Bơm chìm nha, có nghĩa là anh em dùng để quăng với nước là nó bơm lên ha. Đó, 1 giờ nó bơm được 19 khối rưỡi nè. Đó, đẩy cao 10,5 mét, hút sâu 7 mét. Và bơm chìm này là bơm chìm 1000W. Hiện tại em đang bán cho anh em với giá là 1,2 triệu. 1,2 triệu một cái bơm chìm 1000W nha. Anh em lưu ý chỗ này giùm em ha. Anh nào thích 1000W thì mình lấy con này có 1,2 triệu thôi. Lấy cho chú một cái 750 trong thùng ra đi. Đó, thì cũng nói với anh em luôn là em bán đồ theo tình trạng, chứ tại về theo tình trạng có cũ có mới, chứ không lúc nào nó cũng mới hoàn toàn. Nên giá nó sẽ xê dịch với nhau một vài trăm ngàn là do cái độ mới của nó ha. Đúng không? Rồi, giới thiệu với anh em, đây là một cái con bơm chìm 750W. Đó, thì cái con này nó sẽ ít hơn con kia 250W, nên giá nó sẽ nhỉnh hơn cho anh em ha. Đó, cũng là Ryobi luôn, bơm chìm quăng với nước bơm lên. Đó, con này là đẩy cao được 9m, hút sâu được 7m, 16 khối rưỡi trên giờ. Đó, đây có cổng ống nối ra cho anh em ha, về là mình thả dưới nước là mình chuyển thôi. Điện đài em đã test sẵn cho anh em hết rồi, rất là an toàn, không có sợ gì hết nha. Tất cả đều bảo hành cho anh em là 3 tháng, về sau là không quay lại hỗ trợ sửa chữa tìm em nha. Đó, thì con này hiện tại em đang bán cho anh em với giá là 1 triệu đúng một con. Bơm chìm của Ryobi 750W. Con này để em đo cái gang tay đón cho anh em luôn ha, 1 gang. Đó, chưa tới 2 gang nha anh em. Đó, rất là nhỏ gọn nha. Con này tầm khoảng là 2,5 kg, 3 kg. Đó. Rồi, tiếp tục với anh em, đó là con cưa xích 50cc của Ryobi. Con này là hôm bữa anh em hỏi nhiều lắm mà hết nè. Nay về được khoảng 6-7 con nha anh em. Đó, đây là con cưa xích Ryobi 50cc, làm 5 tấc.
Đó, con này là do lâu ngày chưa có bỏ nhớt vô lam nên lam nó hơi xét nè. Cái xích sơn nó hơi xét nè. Đó, 5 tấc 50cc lam tới 5 tấc nha anh em. Đó, rất là lực, nổ là tê tái luôn nè. Đó, tới cái giấy này vẫn còn nè. Cái độ mới rất là còn nhiều nha anh em. Thì con này hiện tại em đang bán cho anh em với giá là 2 triệu một con, cưa xích 50cc giá 2 triệu một con nha. Đó, anh em nào yêu cầu lít test thì em sẽ làm lít test cho anh em nha. Đó, 50cc lam 5 tấc, cưa xích xăng 2 thì rồi quang bên. Để chú con 38 là luôn kìa. Con lên con. Đó, rồi tiếp tục với anh em đó là một cái con cưa xích xăng 38cc của Ryobi. Đó, quay một vòng cho anh em xem. Đó, rất là đẹp nha. Hàng này là lam 45cm. Đó, con nãy là lam 5 tấc, con này lam 45, 18 inch. Con này là 38cc động cơ 2 thì, cực kỳ ngon, nổ càng giòn. Đó, 38cc 2 thì nha. Con này thì nó nhỏ hơn, nhẹ hơn con hồi nãy xíu. Giá của con này sẽ là 1,8 triệu một con nha anh em. 1,8 triệu một con cưa xích 38cc hàng sáng như vậy, làm xích mới như vậy. Nói chung là anh em mua em để kèm cho anh em một cái dũa, một cái dũa để theo máy á, cho anh em về à, thí dụ làm xích á, mà có lục á, anh em dũa thôi. Rất là ok ha. Đó, rất là sáng. Rồi quang bên. Rồi, tiếp tục với anh em đây à, quay cái này cái quên. Nè. Rồi, tiếp tục với anh em đây là một cái con thước thủy Embrain. Đó. Embrain nha anh em. Cây này là ống cân điện tử, nhưng mà con này tầm khoảng là em tính coi, con này là được 6 tấc nha anh em. Đó, 600ml nè. Điện tử rất là nhỏ gọn cho anh em. Mấy cây này thì gọn gọn nhỏ nhỏ vậy có nhiều anh em thích lắm. Còn mấy cây mà 1m2 nó hơi dài, nó hơi rườm với anh em. À, này là điện tử luôn nha anh em. 6 tấc. Đó, rất là sáng và đẹp, nằm trong túi vải zin của nó luôn nè, bảo vệ nó. Thì con này hiện tại em đang bán cho anh em là 6 tấc. Có nghĩa là cây này là 600.000 nha anh em. Thước thủy điện tử Embrain 600.000 6 tấc. Đó, nằm trong túi vải này nè. Con này cực kỳ mới, gần như mới 100% luôn. Chứ không phải là em bán theo tình trạng, chứ không phải là cũ mà em bán giá nó cao như vậy đâu. Do con này cực kỳ mới, thông số đầy đủ hết. Hàng này là hàng USA của Mỹ nha. Đó, rồi con kia nó cũng vậy luôn, tháo con kia ra cho coi luôn. Đó, cho anh nào coi trước thì lấy trước, anh nào coi sau thì lấy con sau. Đó, con này cũng cực kỳ mới và đẹp luôn nha anh em. Đó, con nào cũng còn sáng hết, còn thông số chạy đầy đủ hết cho anh em ha. Đó, 600.000 một cây. Rồi. Rồi tiếp tục với anh em đó là một cái con nén khí của Ryobi. Con này là nén khí 2.0 HP, bình 50 lít, áp 8 kg, có dầu nha anh em. Đó, quay thông số cho anh em nha. Đó, mấy con này về sau này càng ngày càng đẹp, lốc mái đầu còn sáng trưng. Đó, dành cho anh em mà hai người đứng thổi là vibu, BU rồi này kia nó triệt hết. Đó, 8 kg, có dầu, 50 lít. Con này hiện tại em đang bán cho anh em với giá là 2,5 triệu. Anh em nào xem kênh nhiều mà chưa mua được á, thì hôm nay có tầm khoảng là 7 con. Anh em nào nhanh tay thì mình triển 2,5 triệu một con. Nén khí Ryobi 50 lít. Đó, đầu còn sáng trưng. Hai đồng hồ, hai van xả. Đó. Rờ le ngắt nhảy tự động. Anh em nào nè, có một cái rờ le nè, khi nào máy nóng quá tải thì nó sẽ nhảy cục này ra nha. Rất là ok và an toàn cho anh em luôn ha. Một con để dành trong nhà xịt bụi, xịt sân, xịt xe khi mà rửa cũng khá là hợp lý ha. Rồi qua bên. Rồi tiếp tục với anh em đó là một cái con cưa lỏng đứng. Đó. Ở trên YouTube bữa có anh nào bình luận cưa lỏng đứng về báo anh nè. Nhưng mà YouTube nó bị chặn cái tin nhắn đó, không còn thấy cái tin nhắn đó nữa nha anh em. Do anh em để lại số điện thoại là mất đi nha. Anh em nào lưu ý ha, có comment ở trên YouTube á, thì đừng để lại địa chỉ số điện thoại. Nó YouTube là nó chặn cái comment như vậy nên em không bao giờ thấy được cái comment đó đâu. Nó chỉ thông báo lên là thấy được cái số điện thoại thôi, nhưng mà nửa số thôi, nó không có được nguyên số nên em không biết ai là ai nha. Nó nói một cái vấn đề hôm nay cho anh em hiểu luôn. Đó, đây là một cái con cưa lỏng đứng cực kỳ mới của Ryobi. Dũng ơi, tháo ra dở ra cái Dũng. Còn rất là nhiều đồ, đợi test xong là anh em mình chuyển với nhau nè. Đó. Coi chừng ốc nó rớt, lát nhớ lấy lại để mất của khách. Hàng nằm thùng nên khó tháo nha. Dũng tháo cái túi bụi ra luôn Dũng ơi.
đó, còn rất là nhiều đồ để mấy đứa nó soạn ra cái. Quy cũng lại lấy cái bàn ngay chỗ trên cái thùng của chú cho cái Quy, chỗ gốc này, cái bàn của cơ động á, Dũng có lấy cái dây hơi xịt cái Dũng. Đó, đợi xíu nha anh em làm xong cái này cá rồi nè. Em ba quay cho anh em xem. Rất là nhiều đồ, chưa có thể test đủ cho anh em xem được hoàn được. Đó. Rồi, trước mặt với anh em đây là một cái con cưa lộng đứng của Rabi. Con này là tình trạng full mới, cử bàn này kia đầy đủ. Đó. Thì cưa lộng đứng này như đây sẽ được 80 nha anh em, chứ không được có loại bự như anh em đâu. Dành để cho anh em gỗ nè, sắt nè, anh em mua lưỡi sắt thì mình cắt sắt. Còn anh em nào dùng để mua về cắt xương cũng được, cắt xương ống đó, nhưng mà loại xương ống nhỏ chứ không phải xương ống to đùng. Bỏ vô nó đâu có vừa cái cử này đâu nha anh em. Lưu ý chỗ này giùm em ha. Còn rất là đẹp và sáng, hàng này là như anh em đã thấy là em vừa khui thùng ha. Rồi quen vòng cho coi Quy ơi. Đó. Sáng từ motor cho tới máy luôn nha. Có đèn. Đây, có đèn cho anh em luôn ha. Thao tác ban đêm rất là dễ. Con này là đát 2018 350W. Đó, điện nguồn 220V. Con này sáng mới hoàn toàn gần như thùng. Và hiện tại con cưa lộng đứng này quay mặt lại Quy. Đó, hiện tại con cưa lộng đứng này hiện tại em sẽ bán cho anh em với giá là 3,5 triệu nha. Hàng nằm thùng như vậy, em quay clip cho anh em thấy rõ ha. Cử cỡ đầy đủ, không thiếu món gì cho anh em luôn. Cưa lộng đứng của Rabi, anh em nhớ tên nhớ mã giùm em ha. 3,5 triệu một cái nha anh em. Rồi, qua bên Quy. Rồi, đem cái thang bàn ra chú coi luôn, dẹp cái này vô. Rồi, tiếp tục với anh em, đây là một cái con khoan bàn của Rabi ha. Khoan bàn của Rabi còn sáng trưng từ bàn cho tới đế. Con này sáng lắm anh em ơi, chỉ cần xịt bụi qua một cái là nó sáng dữ lắm. Đó, laser là đầy đủ hết cho anh em nha. Con này có laser nha. Đó, 390W, 5000 cho tới 2430 vòng trên phút. Đó, 5 speed, 5 tốc độ rất là ok. Từ cho nè, anh em quay thông số nè. Đó, nhìn anh em nhìn cái pulley nè. Đó, 13mm cho tới 50mm laser đầy đủ hết nha. Đó. Đó, nhìn cuộn đồng ở trong còn sáng trưng nè anh em thấy không? Đó, nhìn máy là nhìn mấy cái này là chứng tỏ máy còn mới. Tê đi lên còn trắng dữ lắm. Đó là vậy thôi. Đó, thì một cái cây khoan bàn như vậy em sẽ bán cho anh em với giá là 3,5 triệu bao ship cho anh em luôn. Khoan bàn Ryobi 3,5 triệu bao ship nha. Có một cây, hai cây. Được hai cây duy nhất, anh em nào nhanh tay thì mình chuyển ha. Đó, khoan bàn Ryobi. Cây này thì tầm khoảng là 80 nha anh em. Đó, chiều cao 80 nha. Anh em lưu ý chỗ này mà em ha. Rất là tiện cho anh em để trong nhà mình làm nhiều việc lắm. Rồi quang bên Quy. Rồi lấy cho chú cái con này ra dùm cái được không? Bọc cuốn nha. Chúng ta lấy cái con này cái. Con bơm cao áp đi. Bữa nó bơm cao áp hết, nhiều anh em hỏi quá. Đây, còn một con bào cuốn Ryobi siêu mới 100% nha anh em. Chỗ này anh em lưu ý giùm em ha. Con bào cuốn này là siêu mới luôn. Đó, rất là đẹp cho anh em luôn nha. Đó, mới 100% luôn, chưa dùng luôn nè. Đó, anh em nhìn đi, bàn chưa tràn, hộp chưa gắn cử. Đó, rất là sáng. Thì cái độ dày của gỗ đó là được 1.8 nha anh em. Đó, và bàn rộng là 30 nha. Đó, bàn rộng 30, độ dày 1.8 dành cho anh em bào thẩm bào cuốn này rất là hợp lý luôn. Đát 2021 luôn nha anh em. Đó, anh em nhìn đi, 2021 luôn nha, mới năm nay luôn. 1500W, 9000 vòng trên phút, điện nguồn 220V. Và con bào này hiện tại em sẽ bán cho anh em với giá là 6,5 triệu chưa bao gồm phí ship. Đó, con này là bào cuốn Ryobi 6,5 triệu chưa bao gồm phí ship, đát 2021 luôn. Đó, rất là đẹp. Rồi, qua bên. Lấy con lấy cái con mà đó lại cho. Lấy cái con này nè, đúng rồi, cái con bơm.
cao áp. Cái con ở ngoài cũng được quay thông số cho anh em thấy được rồi, mấy con này mình phải vô xuống lại nè. Đó, rồi trước mặt với anh em đây là một cái con bơm cao áp của Ryobi dành cho anh em nào nhà mà đang sử dụng ha, nước yếu, nước ở nhà rất là yếu, hoặc là bơm lên bồn này kia đồ á, hoặc là cho nguyên dãy nhà trọ hay là nguyên cái trang trại của mình á mà nước yếu á, thì anh em dùng rất là ok nha. Dòng này là nó tự ngắt luôn, anh em reset được tất cả cái thông số nước quay qua bên kia chú. Đó, con này khá là hợp lý ha. Con này là 900W, anh em nhìn nè. Đó, 3.600 khối trên giờ. Đó, đẩy cao 2m. Đó, rõ ràng ha, hút sâu 8m. Và đẩy tối thiểu giống như là 43m lần. Và giống như là cái tòa nhà mà 4 tầng là không xi nhê gì nha anh em. Đó, thì con này khá là hợp lý dành cho anh em ha. Rờ le tự ngắt này kia đầy đủ luôn, 900W. Bơm khá là lực và ok vô. Dành cho anh em nào nhà đang sử dụng mà nước máy mà này yếu quá, hoặc là nước bơm lên bồn xả xuống yếu, anh em dùng cái máy này gắn vô hệ thống của mình ha. Bơm cực kỳ mạnh, mạnh hơn cả nước máy luôn, em tuyên bố với anh em luôn. Đó. Rồi quan bên, quên báo giá, con này là 1.200.000 một máy nha anh em. Anh em nào lưu ý giùm em ha, Ryobi bơm 900W này là 1.200.000 một máy. Đó, nó là vậy thôi. Còn khá nhiều đồ ha. Thì hôm nay em sẽ lên bao nhiêu đây cho anh em xem thôi. Anh em nào ưng là mình chuyển, còn anh em nào chờ đợi đầu pin thì em sẽ lên một cái clip sau đầu pin cho anh em xem. Tất cả các hàng ở đây em sẽ lên từ từ cho anh em xem, chứ lên một lần là nó không hết nổi nha anh em. Do cái thời gian là nó có giới hạn. Nên chào anh em nào thấy hay và like, đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần của em. Ở đâu em ship cũng được, hoặc gọi trực tiếp qua số điện thoại của em 0382003453. Đó, tất cả sản phẩm đều bảo hành cho anh em là 3 tháng, về sau là hỏng quay là hỗ trợ sửa chữa ha. Rồi, chào anh em.